Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh có 3 dân tộc chủ yếu chiếm phần đông dân số là Kinh, Khmer, Hoa, hình thành nên nét đẹp đặc trưng trong văn hóa của Sóc Trăng. Với trên 30% dân số là đồng bào Khmer, sinh sống lâu đời, cộng cư với các dân tộc khác, đã làm nên một Sóc Trăng hội tụ, nền văn hóa phong phú, đa dạng, với nhiều ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, nhiều lễ hội đặc sắc, dùng đất của những di sản. Trong thời gian qua, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đã chọn tỉnh làm nơi tổ chức. Mới đây nhất, Sóc Trăng đã khai mạc thành công Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023. Liên quan đến đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại giao lưu văn hóa với các quốc gia sẽ là nội dung chính chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Thông tin đối ngoại dùng đồng bào dân tộc thiểu số kỳ này. Vừa qua vào tối ngày 3 tháng 12 tại Sóc Trăng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Dương quốc Campuchia tổ chức lễ khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023. Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam tổ chức đầu tiên vào năm 2007. Sóc Trăng là một trong những tỉnh diễn ra hoạt động này và năm nay là lần thứ tư tỉnh ta tổ chức Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam. Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm nay được tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Đồng Tháp với các chương trình biểu diễn văn nghệ độc đáo. Tuần Văn hóa năm nay tổ chức là dấu mốc đặc biệt khi Việt Nam và Campuchia bước vào năm đầu tiên triển khai kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật 2023-2027. Hoạt động giao lưu văn hóa lần này đã mang đến cho người dân Việt Nam nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa độc đáo của đất nước Chùa Tháp. Chương trình nghệ thuật ngày hôm nay có ý nghĩa như một bước tiến mới trong lịch sử các tuần văn hóa Campuchia tại nước ngoài. Đặc biệt hơn, các hoạt động văn hóa Campuchia lần này diễn ra tại Sóc Trăng và Đồng Tháp, địa phương nằm trong khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia sẽ góp phần củng cố hơn quan hệ hữu nghị hai nước, bao gồm giao lưu khu vực biên giới. Tôi tin tưởng rằng các hoạt động văn hóa ý nghĩa lần này tiếp tục mang đến cơ hội cho khán giả và công chúng Việt Nam tìm hiểu sâu rộng hơn về đất nước con người Campuchia, tạo nên những đóng góp mới, kết nối tình đoàn kết giữa hai dân tộc, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới. Ngày nay, quan hệ hai nước được đặt trên nền tảng hợp tác đối thoại toàn diện và đang ngày càng được củng cố thông qua nhiều chuyến thăm trao đổi đoàn của lãnh đạo cấp cao nhà nước, chính phủ hai bên. Với truyền thống quan hệ đoàn kết, tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp, hợp tác Việt Nam-Campuchia đã và đang không ngừng được củng cố và tăng cường. Trải qua hơn nửa thế kỷ kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đến giai đoạn hiện nay, quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực. Quan hệ chính trị tiếp tục được tăng cường, hợp tác quốc phòng an ninh được thúc đẩy có hiệu quả, hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật có bước chuyển biến tích cực, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Các chương trình giao lưu văn hóa của hai nước được tổ chức thường xuyên trên phương diện quan hệ song phương cũng như trong khuôn khổ hợp tác ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam và cộng đồng ASEAN. Hợp tác giao lưu văn hóa Việt Nam-Campuchia ngày càng có ý nghĩa góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa hai dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm nay được diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Đồng Tháp nhằm giới thiệu tới công chúng Việt Nam nền văn hóa phong phú, đa dạng của đất nước Chùa Tháp tươi đẹp. Ngoài chương trình nghệ thuật tại Sóc Trăng hôm nay, hoạt động văn hóa Campuchia sẽ diễn ra tại Đồng Tháp, nằm trong chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia, tạo điều kiện cho nhân dân vùng biên giới hai nước được giao lưu, giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của mình, tăng cường hiểu biết, gắn bó, giúp đỡ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, cùng nhau xây dựng và bảo vệ biên giới Việt Nam-Campuchia, góp phần củng cố tình đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước. Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam lần này là sự kiện văn hóa đặc sắc chào mừng các chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo cấp cao Quốc hội, Chính phủ Campuchia sẽ diễn ra trong tháng 12 năm 2023. Đây là dấu mốc quan trọng trong hợp tác Việt Nam-Campuchia, góp phần tích cực củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài của hai nước. Trong đêm khai mạc, các diễn viên đến từ Campuchia đã mở màn chương trình văn nghệ với tiết mục múa Apsara, cùng với đó là các tiết mục múa truyền thống khác đến từ đất nước Chùa Tháp. Song song đó là các tiết mục hát vô cùng độc đáo khi có sự kết hợp giữa những giai điệu, những ca từ Việt Nam với những lời ca của Campuchia. Đêm khai mạc kết thúc đầy ấn tượng đã để lại nhiều dấu ấn. Sóc Trăng rất lấy làm vinh dự lần thứ tư được tiếp tục được chọn làm điểm tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam. Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với hơn 35% dân số. và đông nhất là đồng bào Khmer, chiếm gần 31% dân số của tỉnh. Tỉnh là vùng đất hội tụ và đan xen của nhiều nền văn hóa khác nhau, mà trong đó nổi bật là những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Có thể khẳng định rằng tuần văn hóa Campuchia tiếp tục là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa hai quốc gia. Và qua hoạt động của tuần văn hóa Campuchia tại Việt Nam, Sóc Trăng sẽ cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia để thúc đẩy hơn nữa ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân, tăng cường trao đổi thông tin đối ngoại để quảng bá hình ảnh đất nước, con người của hai quốc gia nói chung và đất nước, con người của Sóc Trăng nói riêng đến với mọi người trong cả nước cũng như thế giới. Đồng thời cũng mong đợi có nhiều cơ hội hợp tác hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực. Diễn ra từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 12 tại tỉnh Sóc Trăng và Đồng Tháp, tuần văn hóa Campuchia tại Việt Nam với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân gian và đương đại, gồm các loại hình múa, hát, kịch và âm nhạc. Tuần văn hóa Campuchia tại Việt Nam lần này là sự kiện văn hóa đặc sắc chào mừng các chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo cấp cao Quốc hội, Chính phủ Campuchia sẽ diễn ra trong tháng 12 năm 2023. Đây là dấu mốc quan trọng trong hợp tác Việt Nam-Campuchia, góp phần tích cực củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Trong khuôn khổ tuần văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023, còn diễn ra nhiều hoạt động gặp gỡ giao lưu giữa các cấp lãnh đạo. Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia do bà Nes Phamari Quốc Dụ Khanh dẫn đoàn. Cùng tiếp đoàn về phía tỉnh Sóc Trăng có bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhân chuyến đến Việt Nam lần này của đoàn công tác Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi lời chúc mừng Campuchia tổ chức thành công SEA Games 32 và ASEAN Paragame lần thứ 12 gây tiếng vang trên trường quốc tế. Năm nay, tuần văn hóa Campuchia tại Việt Nam diễn ra vào tháng 12 tại tỉnh Sóc Trăng và Đồng Tháp. Trong thời gian qua, Sóc Trăng đã chuẩn bị rất chu đáo và đến thời điểm này đã sẵn sàng cho đêm khai mạc diễn ra vào tối ngày 3 tháng 12. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi với đoàn về việc tổ chức tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2024. Đồng thời bày tỏ mong muốn Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia, Đại sứ quán cùng phối hợp sớm hoàn thành công tác chuẩn bị, trong đó tập trung vào các hoạt động văn hóa phong phú để người dân hai nước có cơ hội giao lưu văn hóa ngày càng khăng khít hơn. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, Việt Nam nói chung cũng như các tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống nói riêng đều rất quan tâm đến việc giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào. Dịp này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có lời mời đến đoàn công tác Campuchia về việc tham gia lễ hội Oóc Om Bóc Đua Ghe Ngo khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm sau tổ chức tại Sóc Trăng. Trước đó, ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia. Trong buổi tiếp đón nồng hậu và nghĩa tình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin đến đoàn công tác về đặc điểm tình hình của tỉnh Sóc Trăng, trong đó nhấn mạnh đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa của cộng đồng Khmer trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong các di sản văn hóa của tỉnh được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, có nhiều di sản của đồng bào Khmer như nghệ thuật sân khấu dù kê, nghệ thuật sân khấu rô băm, nghệ thuật trình diễn dân gian múa rơm vong, nghệ thuật trình diễn dân gian nhạc ngũ âm và lễ hội đua ghe ngo. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh còn nhấn mạnh về việc gìn giữ tiếng nói và chữ viết của đồng bào. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Quốc Nam cũng đã đề cập đến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng khởi công sau khi hoàn thành sẽ là tuyến giao thông quan trọng kết nối giữa tỉnh Sóc Trăng với Campuchia, không những giao lưu về văn hóa mà còn về phát triển kinh tế. Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia đánh giá cao công tác bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer tại tỉnh Sóc Trăng, đồng thời nhấn mạnh quan hệ giao lưu văn hóa giữa Campuchia và Việt Nam vốn lâu đời. Trong lần tổ chức tuần văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023 diễn ra tại Sóc Trăng, Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia cho biết đã chuẩn bị các tiết mục xuất sắc nhất để trình diễn. Thông qua việc giao lưu văn hóa đã góp phần gắn kết mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Thưa quý vị và các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số kỳ này. Nếu muốn theo dõi lại, mời khán giả hãy truy cập vào trang web dacate.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.